Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử MC Tùng Trì, người đàn bà quyền lực nhất nhì VTV3. Ở tuổi tứ tuần và gắn bó gần 20 năm với VTV, nhưng nhiều chuyện về MC Tùng Trì vẫn khiến cho công chúng tò mò. MC Tùng Trì là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước nhờ lối dẫn nhẹ nhàng nhưng hóm hỉnh trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Nữ MC với mái tóc ngắn trẻ trung, cá tính là người đã gắn bó lâu nhất với Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm 2000-2002 và quay trở lại vòng chung kết năm 2009 cho tới năm 2016. Vai trò mà Tùng Trì đảm nhiệm thường xuyên tại chương trình này là MC và đạo diễn. Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 16, Tùng Trì cũng dẫn chương trình. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ không xuất hiện với vai trò người dẫn chương trình trong mùa thi thứ 17, mà thay vào đó là một gương mặt mới, MC Diệp Trì. Hiện tại, ngoài vai trò MC, đạo diễn, tổ chức sản xuất các chương trình trên VTV3, Tùng Trì còn giữ chức Phó Ban Giải trí và Thông tin Kinh tế của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô là người quyền lực thứ hai của VTV3, chỉ sau Lại Văn Sâm. Ít ai biết rằng MC Tùng Trì đã ở độ tuổi ngoài 40 do sở hữu ngoại hình trẻ trung và gương mặt như em bé. Dường như thời gian không để lại bất cứ dấu hiệu nào trên khuôn mặt của nữ MC được yêu thích nhất Đường Lên Đỉnh Olympia. Không chỉ gây ấn tượng với lối dẫn tự nhiên, Tùng Trì còn là một người khá đặc biệt khi có đời tư kín tiếng. Cô thậm chí được coi là người kín tiếng bậc nhất ở VTV. Nữ MC nổi tiếng cho biết cô rất ngại lên báo và ít khi nhận trả lời phỏng vấn, ngay cả liên quan đến công việc của mình. Vì thế, ai hỏi chuyện đời tư, cô sẽ từ chối ngay lập tức. Chuyện chồng con của Tùng Trì vẫn là một bí ẩn đối với công chúng. Giống như nhiều MC nổi tiếng khác, nhiều tin đồn đã cho rằng Tùng Trì đã trải qua một lần đỏ. Sau đó, cô còn có tình cảm với một nam MC nổi tiếng của nhà đài. Tuy nhiên, Tùng Trì vẫn giữ im lặng về những tin đồn này và nhất quyết giữ kín đời sống riêng tư của mình. Điều này càng khiến cho những fan xem truyền hình của cô càng thêm tò mò. Sau 19 năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, nhan sắc của Tùng Trì không còn quá nhiều sự thay đổi. Cô vẫn giữ nguyên mái tóc ngắn ngang vai trẻ trung và nụ cười duyên dáng, hóm hỉnh như những ngày đầu mới bước chân vào nghề. Được biết, cái duyên đến với VTV của Tùng Trì khá tình cờ. Sau khi tốt nghiệp trường kinh tế, cô đã nộp hồ sơ làm phóng viên cho đài truyền hình. Lúc này Tùng Trì cũng chưa nghĩ sẽ gắn bó với công việc này lâu đến vậy, và đó cũng đã trở thành sự nghiệp của cô. Dù là người phụ nữ thành công khi còn khá trẻ, nhưng Tùng Trì rất khiêm tốn, cô đã tự nhận xét về mình. Tôi vốn không sôi nổi, hoạt bát như chị Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ. Chính vì thế tôi luôn cố gắng biểu hiện những gì là của riêng mình. MC Tùng Trì là người quyền lực. Biên tập viên Tùng Trì đến với duyên Đài Truyền hình Việt Nam một cách rất tình cờ. Thời điểm đó, MC Tùng Trì chưa thực sự định hướng bản thân gắn bó với công việc tại nơi đây. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò về công đoạn sản xuất các chương trình truyền hình cũng như những con người phía sau ống kính của các biên tập viên MC nổi tiếng. Tuy vậy, công việc tại đài truyền hình với nhiều thử thách mới mẻ đã thực sự khiến cho cô đam mê và ngày càng thêm gắn bó. Tính cho đến nay thì cô đã có 20 năm công tác tại VTV và trải nghiệm nhiều vai trò từ MC, biên tập viên, tổ chức sản xuất. Không phải là người bạn bạo dạn và hoạt bát, MC Tùng Trì đã từng cảm thấy lo lắng khi nhận nhiệm vụ làm MC chương trình Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim với biên tập viên Hoa Thanh Tùng. Tuy nhiên, lối dẫn nhẹ nhàng, tình cảm của cô thực sự đã truyền tải được những thông điệp của game show hẹn hò này, khiến cho khán giả ấn tượng và dành nhiều thiện cảm từ thuở đó. Bên cạnh Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim, Đường Lên Đỉnh Olympia cũng là một chương trình đưa tên tuổi của MC Tùng Trì đến gần hơn với khán giả. Những ngày đầu tiên gắn bó với chương trình, tâm lý của cô đã luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, thậm chí mất ngủ vì lo lắng. MC xinh đẹp đã chia sẻ: "Tôi thấy mình không phải dẫn mà còn như một giáo viên cho điểm, sợ nhất không công bằng với các bạn học sinh." Trước đó, MC của chương trình là những gương mặt kỳ cựu như nhà báo Tạ Bích Loan, MC Lưu Minh Vũ. Tuy nhiên, khi Tùng Trì làm người dẫn chương trình thì khán giả vẫn thực sự ấn tượng bởi sự hóm hỉnh và lối phản ứng nhanh nhạy của cô.
Tôi vốn không sôi nổi hoạt bát như chị Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ. Không chỉ đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình, MC Tùng Chi còn có một vai trò rất đặc biệt, đó là đạo diễn. Thời điểm cô vắng bóng trên màn ảnh nhỏ cũng là lúc MC xinh đẹp đang cùng với ekip thực hiện chương trình có mặt trong phòng điều phối để bảo đảm tiến độ và nội dung chương trình đường lên đỉnh Olympia một cách trọn vẹn. Sau nhiều năm vắng bóng, năm thứ 10 của đường lên đỉnh Olympia, khán giả lại một lần nữa chào đón sự trở lại của Tùng Chi trong vai trò là MC. Chia sẻ về lần trở lại này, chị cho biết năm thứ 9 của Olympia đã có khá nhiều sự kiện như có trận chung kết hy hữu giữa năm điểm cầu. Hơn nữa, tôi hay xung phong và những vị trí nào còn yếu đang cần sự có mặt của mình hơn và mình có thể xử lý tốt hơn, tôi sẽ ở vị trí đó và đó là lý do tại sao có sự quay trở lại. Tuy năng động, nhiệt thành trong công việc nhưng MC Tùng Chi đặc biệt kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô chưa từng tiết lộ tình cảm hay gia đình trên các phương tiện truyền thông. Trong các sự kiện, Tùng Chi nhận lời chụp ảnh nhưng hiếm khi trả lời phỏng vấn, từ chối ngay cả khi được hỏi về những vấn đề liên quan đến công việc của mình. Ở tuổi ngoài 40 nhưng MC Tùng Chi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và lối dẫn thông minh dí dỏm. Gia đình riêng của cô luôn là một bí ẩn đối với công chúng, dù có tin đồn cô đã về sống chung với một MC nổi tiếng khác của VTV. Thậm chí có nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh đến chuyện kết hôn của MC đường lên đỉnh Olympia. Tuy nhiên, Tùng Chi chưa bao giờ lên tiếng, nhất quyết giữ kín đời sống riêng tư của mình đối với dư luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.